đến với Anh ngữ Hanway. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô có một câu hỏi dành cho các em. What famous places are there in your town or city? Em hãy kể tên một vài địa điểm nổi tiếng ở trong thành phố của các em. Các em có thể viết ở phần bình luận phía bên dưới video này nhé. Còn bây giờ sẽ là câu trả lời của cô. Some famous places in Ho Chi Minh City, such as War Remnants Museum, the Central Post Office, Saigon Opera House, Reunification Palace, Bến Thành Market, Bitexco Financial Tower. And that is our topic today. You can talk about places in a town or city. Và đó cũng chính là chủ đề của bài học ngày hôm nay. Chúng ta có thể nói được về những địa danh nổi tiếng ở trong thành phố, thị trấn. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước vào bài thôi. Let's get started. Đầu tiên, các em hãy viết tên đề bài ngày hôm nay vô. Unit 1, Towns and Cities. Lesson 1, Places in a Town or City. Chúng ta sẽ đến phần đầu tiên, New Words. Cô sẽ đọc mỗi từ 3 lần, các em nghe và nhắc lại nhé. Bridge, 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 monument, 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 flat, 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 office building, office building, office building, square, 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 shopping center, shopping center, shopping center, sports center, sports center, sports center, dirty, 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 clean, 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 dangerous, 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 safe, 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 noisy, 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 quiet, 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 modern, 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 ugly, 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 pretty, 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 friendly, friendly, friendly. Các em hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào làm bài trong sách giáo khoa nha. Bài số 1, match the words in the box with places from 1 to 14 on the map of London below. There are 6 extra words. Các em sẽ điền những từ ở trong khung vào những địa điểm đang được đánh số từ 1 đến 14 ở trong bản đồ London phía bên dưới. Bây giờ sẽ là 10 chỗ trống đầu tiên. Cô sẽ để cho các em vài giây hoặc là các em có thể bấm dừng màn hình để chúng ta điền những địa điểm vào nhé. Cô và các em hãy cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh những địa điểm nổi tiếng của thủ đô London, nước Anh nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Câu số 1. At the British, blah blah, there are 14 million books. Thì các em có thể nhìn thấy ở trong bức hình đầu tiên, địa điểm đầu tiên, các em đoán đây là ở đâu nhỉ? Ở đâu mà lại có 14 triệu cuốn sách? Đúng rồi, phải ở thư viện đúng không? Chúng ta sẽ điền từ library, at the British Library. Đây chính là thư viện lớn nhất của đất nước Anh. Nó chứa rất nhiều những cuốn sách lịch sử quan trọng và cũng là nơi chứa những ấn bản của tất cả cuốn sách mới được xuất bản trên toàn đất nước Anh. Tiếp tục chỗ trống thứ hai, Regent's blah blah is a beautiful green area. Là một công viên rất nổi tiếng ở nước Anh ha, Regent's Park, công viên
các em sẽ điền từ park vào đây. Thì công viên Regent là một công viên rất là lớn và được mở cửa tự do cho du khách đến tham quan. Và ở đây cũng có sở thú London. Tiếp tục chỗ trống thứ ba, The Savoy is a very famous blah blah. The Savoy là một khách sạn. The Savoy is a very famous hotel. Tiếp tục đến dòng thứ tư, Nelson's Column is a tomb. Blah blah in the middle of Trafalgar. Cột Nelson là một tượng đài, đúng rồi, monument. Một tượng đài cao lớn ở giữa quảng trường Trafalgar Square. Vậy chúng ta sẽ điền từ monument and square. Cột Nelson nằm giữa quảng trường Trafalgar ha. Tiếp tục là chúng ta đến dòng số 6. Harrods is a very famous shop. Harrods là một cửa hàng bách hóa tổng hợp nổi tiếng của thủ đô nước Anh. Câu số 7. Victoria cái gì đó. London buses stop here. Các em nhìn thấy nè, có những xe buýt của London dừng ở đây. Vậy thì ở đây sẽ là một trạm xe buýt đúng không? Bus station. Câu số 8. Covent Garden. Go shopping in the markets. Đây là một khu chợ nổi tiếng ở đất nước Anh. Chỗ thứ 9, The IMAX Cinema. Watch a 3D film here. The IMAX Cinema có một màn hình cao 20m và rộng 26m, lớn nhất nước Anh. Câu số 10, New Modern Eat Interesting Korean Food in the restaurants here. New Modern là một nhà hàng, chúng ta có thể ăn những món ăn Hàn Quốc ở đây. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe lại 10 câu này và kiểm tra nhé. Unit 1. Vocabulary. Exercise 1. 1. Library. 2. Park. 3. Hotel. 4. Monument. 5. Square. 6. Shop. 7. Bus station. 8. Markets. 9. Cinema. 10. Restaurants. Chúng ta đi tới 4 địa điểm còn lại. Câu số 11. King's Cross Station. Take a train here. Câu số 12. The West End is London's theatre district. The West End là một khu phố nhà hát nghệ thuật ở đất nước Anh. Ở đây có tới hơn 30 nhà hát và thường xuyên biểu diễn hàng loạt những vở kịch và những chương trình ca nhạc. Tiếp tục chúng ta đến câu số 13. Tower Bridge. See the River Thames from here. Từ trên cầu Tower thì các em có thể nhìn thấy được dòng sông Thames của đất nước Anh. Và câu cuối cùng. The Shard is London's new and very tall office building. The Shard là một cao ốc văn phòng mới và rất cao ở London. Tòa nhà Shard này được xây dựng từ năm 2009 đến năm 2012 và nó cao tới 310m. Bây giờ chúng ta cùng nghe và kiểm tra lại 4 địa điểm này nha. 11. Train station. 12. Theatre. 13. Bridge. 14. Office building. Bây giờ chúng ta qua bài số 2. Watch or listen. Which places from exercise 1 do the people mention? Các em sẽ xem một video và các em hãy trả lời cho cô biết những địa điểm nào trong bài số 1 được người trong video nhắc tới. Nào chúng ta cùng xem video nha. Is your town a good place to live? Yes, I think so. It's great that there are a lot of things to do in the evening. There are some cafes, cinemas, restaurants, things like that. It's an interesting place to live. Have you got a favourite place in your town? Yes. My favourite place is a French restaurant. I really like French food.
There isn't a theatre here, but I like living in this town. Tell me about your city. Do you like it here? Yes, it's okay here. I like it. We've got a sports centre near our house, and it's great that there are some parks in the city too. What do you think of your town? Well, we've got a library near our house. There's an old bridge and a monument too. Yes, it isn't very exciting, really. Well, there's a cafe. Yes, but there's one cafe and it's at the bus station. Yes, there aren't any good shops here. Yeah, it isn't very good, to be honest. No, it isn't great, really. Chúng ta cùng xem lại video một lần nữa và kiểm tra xem đáp án của các em là chính xác hay chưa nha. Is your town a good place to live? Yes, I think so. It's great that there are a lot of things to do in the evening. There are some cafes, cinemas, restaurants, things like that. It's an interesting place to live. Have you got a favourite place in your town? Yes. My favourite place is a French restaurant. I really like French food. There isn't a theatre here, but I like living in this town. Tell me about your city. Do you like it here? Yes, it's okay here. I like it. We've got a sports centre near our house, and it's great that there are some parks in the city too. What do you think of your town? Well, we've got a library near our house. There's an old bridge and a monument too. Yes, it isn't very exciting, really. Well, there's a cafe. Yes, but there's one cafe and it's at the bus station. Yes, there aren't any good shops here. Yeah, it isn't very good, to be honest. No, it isn't great, really. Tiếp tục chúng ta tới bài số 3. Watch your lesson again and complete the sentences. Các em sẽ tiếp tục xem lại video một lần nữa và sau đó hoàn thành những câu dưới đây. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe và điền vào chỗ trống nha. Unit 1. Vocabulary. Exercises 2 and 3. 1. Simon. Is your town a good place to live? Yes. I think so. It's great that there are a lot of things to do in the evening. There are some cafes, cinemas, restaurants, things like that. It's an interesting place to live. Have you got a favourite place in your town? Yes. My favourite place is a French restaurant. I really like French food. There isn't a theatre here, but I like living in this town. 2. Lewis. Tell me about your city. Do you like it here? Yes, it's okay here. I like it. We've got a sports centre near our house, and it's great that there are some parks in the city too. 3. Sophie and Ben. What do you think of your town? Well, we've got a library near our house. There's an old bridge and a monument too. Yes, it isn't very exciting, really. Well, there's a cafe. Yes, but there's one cafe and it's at the bus station. Yes, there aren't any good shops here. Yeah, it isn't very good, to be honest. No, it isn't great, really. Bây giờ các em hãy kiểm tra lại đáp án, xem mình đã làm đúng hay chưa nhé.
các em hãy nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Vậy là bài ngày hôm nay chúng ta đã học rất nhiều từ mới để giới thiệu về những nơi, địa điểm xung quanh thành phố chúng ta đang sống đúng không? Nhưng để nói được và giới thiệu cho bạn bè quốc tế thì chúng ta cần có những mẫu câu và cấu trúc. Thì sau đây chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của bài học, đó là phần ngữ pháp. Chúng ta sẽ học một số cấu trúc câu dùng để giới thiệu. Chúng ta đi tới cấu trúc đầu tiên. Đầu tiên các em hãy chú ý cho cô hai ví dụ sau đây. There is a cinema. Và ví dụ thứ hai, there are two cinemas. Đấy, các em chú ý hai ví dụ này và nhận ra cho cô được cấu trúc là gì nào. Đúng rồi, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ giả là there. Nếu chúng ta giới thiệu một vật là số ít, có một thôi, thì chúng ta sẽ dùng to be là is. Khi mà chúng ta giới thiệu hai vật trở lên số nhiều thì chúng ta sẽ dùng to be là are, đúng không? Và danh từ đi sau đó phải ở dạng số nhiều. Chúng ta sẽ có cấu trúc sau đây. There is cộng với a hoặc là an cộng với danh từ số ít. Singular noun là danh từ số ít. Chúng ta sẽ dùng an đối với những danh từ bắt đầu bằng nguyên âm E, U, O, A, I. Ví dụ như là there is an apple. Apple bắt đầu bằng chữ A nên các em sẽ dùng an. Tiếp tục, there are cộng với plural noun. Khi sử dụng there are thì các em sẽ cộng với danh từ số nhiều. Các em nhìn cho cô vào hai ví dụ nè. Ví dụ đầu tiên, there are some restaurants and there aren't any restaurants. Ở đây chúng ta có thể thấy được cách dùng some và any. Chúng ta dùng some ở dạng khẳng định có một vài cái gì đó. Sau đó sau some thì các em nhớ phải dùng với danh từ ở dạng số nhiều. Còn chúng ta dùng any trong trường hợp là phủ định hoặc là nghi vấn. Và danh từ đi sau cũng phải ở dạng số nhiều. Chúng ta có cấu trúc như sau. There are plus some plus plural noun. There cộng với some cộng với danh từ ở dạng số nhiều. Và nhớ là trong câu khẳng định nha. There are not any plus plural noun. Chúng ta sẽ cộng với any khi ở dạng phủ định hoặc là nghi vấn. Và danh từ đi sau cũng phải ở dạng danh từ số nhiều. Vậy là bài ngày hôm nay chúng ta đã học những từ vựng và những cấu trúc dùng để giới thiệu về những nơi chốn, địa điểm xung quanh nơi các em đang sống. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy dùng những từ vựng và cấu trúc đó hãy giới thiệu cho cô và các bạn cùng biết về nơi mà các em đang sống nhé. Các em hãy dùng những key phrases sau đây. There's a an. Có một cái gì đó. There isn't a an. Không có một cái gì đó. There are some. Có một vài. There aren't any. Không có cái gì đó. My favorite places. Địa điểm, nơi mà tôi yêu thích là. Các em có thể viết ở phần comment phía bên dưới video này nhé. Cô có một vài gợi ý cho các em như sau. There are some cafes and restaurants serving food all over the world. There are some cinemas or theaters for you to relax after a hard working day. Wait for a minute. Trước khi kết thúc bài ngày hôm nay, cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các em. Đó là what are the good and bad things about your town or city? Những điều tốt hay là những điều xấu về thành phố hay là thị trấn mà các em đang sống? Cô có một vài gợi ý cho các em như sau. Good things. Về những điều tốt, ví dụ như là a lot of entertainment facilities such as cinemas, theaters. Có rất là nhiều những dịch vụ giải trí, ví dụ như là rạp chiếu phim hay là nhà hát. Trying new types of food. Các em có thể thử được rất là nhiều loại thức ăn. Earning more money. Có nhiều cơ hội để kiếm được nhiều tiền. Rồi bad things. Về những điều xấu thì sao? Những điều xấu. Air pollution. Ô nhiễm không khí. Noise pollution. Ô nhiễm tiếng ồn. Traffic jam in rush hour. Tắc đường vào những giờ cao điểm ha. Rồi, câu hỏi nhỏ này các em cũng có thể viết ở phần comment phía bên dưới video này nhé. Bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Các em hãy nhớ học thuộc từ mới, cấu trúc mà hôm nay chúng ta đã học nhé. Làm bài tập trong sách bài tập và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Các em hãy nhớ like, share
và subscribe đăng ký kênh để cô có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều bài giảng bổ ích cho các em nữa nhé. Goodbye class, have a nice day.